Trong tự nhiên tự có bản thể. Bản thể ở đây chính là căn bản. Căn bản đây là bản tánh. Chân tâm của chúng ta chỉ cần buông bỏ khởi tâm động niệm là thấy được. Trong Phật Pháp gọi đó là tu chứng. Trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Trong giáo môn gọi là đại khai viên giải. Người niệm Phật là lý nhất tâm bất loạn. Tất cả những danh xưng này không giống nhau, nhưng tương đồng về cảnh giới, đều tu chứng. Vậy thì trong giáo môn thật sự kiến tánh, không cần học mà vẫn thông hiểu tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Đây gọi là đại khai viên giải. Đại sư Huệ Năng là một ví dụ. Một ví dụ rất cụ thể. Không biết chữ, chưa qua trường lớp nào, nhưng không một pháp thế gian hay xuất thế gian nào không hiểu. Quý vị nói khoa học với Ngài, Ngài hiểu khoa học. Quý vị bàn triết học, Ngài hiểu triết học. Chỉ cần quý vị vừa đưa ra là Ngài đã hiểu. Ngài giống như một chiếc máy tính, lập tức Ngài tìm được tư liệu lúc ngay. Ngài hiểu tất cả, không cần đến gian từ. Đây gọi là tự nhiên trí, vô sư trí. Tất cả đều hiển lộ. Đây là nghĩa thứ nhất. Thứ hai, nhị giả, bất do tạo tác, nhất niệm đốn ngộ, cố dân tự nhiên. Thật sự ngộ là nhất niệm. Đại khai viên giải trong giáo môn cũng là nhất niệm đốn ngộ. Được lý nhất tâm bất loạn trong pháp môn tịnh độ cũng là nhất niệm đốn ngộ. Câu trước tôi cảm thấy rất quan trọng. Thế nào mới gọi là nhất niệm đốn ngộ? Bất do tạo tác mới có cơ hội nhất niệm đốn ngộ. Ngày nào cũng tìm cách khai ngộ như thế nào thì chắc chắn không thể khai ngộ. Vì sao vậy? Vì quý vị đang tạo tác. Đó là gì? Khởi tâm động niệm. Chỉ cần khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm là mê, không phải ngộ. Thật sự đạt đến không khởi tâm động niệm mới có thể quát nhiên đại ngộ. Không khởi tâm, không động niệm, đó là định cao, chứ không phải định bình thường. Quý vị xem, không chấp trước, không chấp trước tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Ngay ý niệm chấp trước cũng không có. Đó là gì? Là định của A-la-hán. Vẫn còn tôi không còn chấp trước, họ còn chấp trước cái không chấp trước. Như thế là không ổn. A-la-hán là cửu thế đệ định. Hiện định của thế gian thuộc 8 cấp bậc, gọi là tứ thiền bát định. Định của A-la-hán là định thứ 9, ra khỏi luân hồi. Bích Chi Phật là định thứ 10, Bồ-Tát là định thứ 11, Phật là định thứ 12. Tất cả đều chưa thấy tánh.
vẫn ở trong thập pháp giới. Chúng ta đã rất hiểu những thứ đệ tu học này. Thứ đệ là nương vào công phu sâu cạn mà nói. Bởi thì nghiên cứu kinh giáo có phải là tu định không? Phải. Vì tâm của quý vị chuyên chú vào kinh giáo, ý niệm của quý vị không còn vọng tưởng, phạm vi suy nghĩ của quý vị được thu hẹp lại, giới hạn vào kinh giáo, không suy nghĩ lung tung, nên gọi là định. Tâm địa từ từ thanh tịnh. Những điều Đức Phật dạy chúng ta trong kinh, chúng ta đã hiểu rõ, chúng ta tin tưởng không còn hoài nghi. Từ đó xây dựng niềm tin, nhìn bi nguyện của Phật Bồ Tát, thì nguyện lực của ta liền sinh khởi, sinh khởi một cách tự nhiên, không cố ý tạo tác, hoàn toàn tự nhiên. Phàm những thứ tạo tác, quý vị làm Phật như thế nào, tôi sẽ làm như thế. Đó là sơ học. Sơ học là như vậy. Sau khi khế nhập liền trở thành tự nhiên. Từ tạo tác đến không tạo tác, đến chỗ không còn ý niệm tạo tác, không còn ý niệm tạo tác và không còn hành vi tạo tác, tất cả đều là tự nhiên. Lúc này ta đã càng lúc càng đến gần duyên nhất niệm đốn ngộ, không định khi nào đó khai ngộ, đột nhiên là khai ngộ, hoàn toàn tự nhiên. Khai ngộ là tự nhiên, nói cách khác nó là không miễn cưỡng, không phải là điều nghĩ ra được. Không nghĩ mà khai ngộ, nghĩ là không khai ngộ. Sau khi khai ngộ sẽ như thế nào? Hiểu rõ vạn pháp đều từ tâm. Quý vị đã chứng được rồi. Tự nhiên thấy được tự tánh chân như. Tự tâm tự tánh chính là căn bản. Đấy là thành Phật. Đấy là cảnh giới gì? Đó là viên giáo sơ trú trong kinh Hoa Nghiêm. Cảnh giới này là cảnh giới bình đẳng.
Nam mô